Giá heo hơi ngày 27 tháng 12 trên cả 3 miền đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 48.000, 52.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Giang ở mức giá cao nhất toàn miền 52.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình Nam Định đạt mức 51.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Ninh Bình đang được thương lái thu mua với mức thấp nhất toàn miền 50.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 50.000, 52.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hôm nay đạt mức 50.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận được thu mua với mức 49.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Đắk Lắk, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa ở mức thấp hơn 48.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 48.000, 50.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tỉnh Kiên Giang, Cà mau giá heo hôm nay ở mức 51.000 đồng 1 kg và 52.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng đạt mức giá 50.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Trà Vinh được thương lái thu mua với mức 49.000 đồng 1 kg. Như vậy Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 49.000, 52.000 đồng 1 kg.